Lại dính hàng rồi anh em. Phi là về dán. Mà anh định đi đấy mà nó quay vào mình vào Ở đó. đằng kia đang sớm này, sao không lấy mồi xuống câu mồi cho vui, bỏ phương này. Mỗi cả hồ trường thì chắc em dòng cả rồi. Đánh tứ hay đánh ngũ đây? Ngủ. Ngũ hợp lý, nó để cho nó dễ kinh đấy. Chiều vào đây thành ra là vào đến đây vòng một con nữa, có khi hơi dính mồm. Con này con thứ năm anh em nhá. Cho nó đẩy đẩy cân ra ngoài. Không vượt vướng rau muống. Lôn như thế này. Nổi lên luôn anh vợt. Nó chảy lướt lướt này. Ui, nó nông đá đấy. Ngon đấy, sốt cà chua. Hơn cân anh em ạ, dù phi hơn cân. Ui, địt mèo gỡ nguy hiểm quá, nó dậy một phát thì mày nát tay luôn. Không có kịp à? Từ 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 đứng im để tao đạp chân vào người nó. Rồi mẹ nó dậy một phát mày nát hết cả tay luôn. Cho tôi đi. Bên hàng anh em nhá. Như các anh vừa thì có đèn, em này vừa có đèn đếch đâu. Ê, đạp cái hồ như vậy. Thúc luôn đi. Em này còn không có đèn đấy. Thúc đây. Rồi. Ê, tí thì bị đạp cái hồ. Em chúc rồi được, nó đã chúc được. Con này ui ăn lo bụng béo mấp này. Đi chợ bao vẫn vớt được cả cục gạch đây này. Em vớt cục gạch lúc đầu đấy. Con này 2 cân rồi. Con này 2 cân. Đích con này 2 cân. 2 cân nhìn không to bao giờ được. Được. Không bao giờ có. Bị cục gạch đi. Câu nữa không anh Tuấn? Ôi. Mẹ à. Có tin nhắn của anh Tuấn. Sướng nhá. Mình cũng phi luôn. Phê nhỉ. To hơn cả chân nhá anh em nhá. Nó gấp đôi chân. Nhiều. Nó gấp đôi chân. Con này phải cân 7 cân 8 ấy. Đền. Đấy. Thả luôn đi. 2 cân thì không được đâu. Ôi. Nghe mày xuống gần nơi được chút con. Mày không được. Tí nữa thì tuần này mới xuống hồ ấy. Đấy nha anh em nhá. Sáng nay mình ăn cơm không đâu. Mấy con này thôi nhá. Tôi bắt nhiều làm gì, anh em bắt nhiều chú hồ khóc ấy, khéo ấy quạch quạch xuống rồi. Một con nào được sáu tuổi con đấy đấy, đùa đâu 80 đấy, đừng đùa. Cứ thả xuống luôn à, cắn tít ở trên này mà.
Anh lấy con nào, lấy con to đi, to nhất đây, đây này, con này to nhất. Anh lấy một con hay hai con? Anh thấy nó lấy một đéo lắm, không một mình. Con này to nhất đúng không anh? Con này to nhất đấy. Con này to nhất. Nào được. Cái tím này. Đôi đỏ anh ạ, đôi đỏ. Trôi to anh. Bé hơn con hôm trước anh có, con này chỉ còn, con này chắc cũng phải cân giữa đổ lên. Hả? Con này bỏ vào túi đen của anh chứ. Nhỡ mai anh đi câu em cho tất cả vào đây này, em chỉ xích mỗi cá của em về thôi. Nhưng mà vấn đề con này của anh mà. Em bỏ, à thì bỏ cái con này cuối cùng đúng không? Đây, em. Nhưng mà bắt được con một cái hơi vất này. Bành 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 bành. Cầm không, con hôm trước anh đưa cho Hải con đấy to hơn. Ừ, con to, con phải ăn. Con đấy có gần 3 cân. Con này cũng to hơn con này. Con nào chứ được, chứ bỏ. Ngôi lại lôi, lôi cá nó lôi ngược. Trên em không có loại rô phi to như này mà. Có loại cá chấm với cái to như này nhiều. Đấy, lôi anh em, đây. Vừa về nhà mình cân thử con rô phi to nhất. À, anh em đoán thử xem bao nhiêu. Trông nhìn quay phim thì nó nhỏ nhỏ thôi anh em ạ, à, to phết đấy. À, một cân 95 hoa anh em ạ. Một cân 95 hoa, con to nhất được gần 2 cân. Con nhỏ thì khoảng tầm nhỏ rơi khoảng cân rưỡi. Quay phim dưới hồ thì nhìn nó nhỏ nhỏ thế thôi. 5 rô phi một trôi anh em. Đấy, cân thử con to nhất. Phê anh em. What? Bụng hơi to. Ok. Hẹn gặp lại anh em đến đang hẹn với cả một bạn nữa là Linh ở trên Tràm. Thứ tư đi câu thì đang chưa biết là lịch câu hôm nào. Nào câu thì lại có video anh em xem tiếp. Nay ra hồ buổi tối là không quay nhiều anh em. Buổi tối live stream thì vừa tắt live stream đi một tí thì lại đóng cá đen. Anh em có thắc mắc gì thì cứ để lại comment bên dưới nhá.